Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mình xử lý một cái file ảnh trắng đen nhờ ảnh mờ, ảnh cũ, ảnh mù. Thì trong video này mình chỉ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm của mình thôi. Rồi, thì về cơ bản thì đây là một cái tấm ảnh khá là mờ, nên thường thì mình vẫn như mọi khi mình dùng autocolor để mình lọc lại cái màu ha, cho nó tấm ảnh của chúng ta nó trở nên đậm đà. Rồi sau đó thì mình sẽ giảm cái opacity xuống. Nói chung là nếu nó đậm quá thì nó những cái chi tiết nó sẽ bị loạn đi, nên mình sẽ giảm mờ mù như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng brush, mình sẽ dùng cái công cụ bone tool này để chúng ta đi lại đường viền ha. Thì bình thường thì mình hay chọn dùng midtone để mình xử lý nó ha, thì mình đi đường viền sơ thôi, để mình khi mình đưa qua những cái phần mềm chuyên dụng để xử lý thì nó sẽ tái tạo lại chúng ta cái khuôn mặt mà chúng ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian để mà mình phục hồi lại cái khuôn mặt ha. Đó, thì đây là cái môi nè, các bạn thấy để ý nè. Nó nói chung là những cái tấm ảnh này chỉ mang tính chất giống như là mình tái tạo lại một phần thôi, chứ thật sự thì nói giống 100% thì chúng ta không thể nào mà thực hiện được trong cái thời điểm hiện tại nha. Những cái phần mềm nó chỉ hỗ trợ chúng ta một phần thôi, còn về cơ bản thì tất cả đều phải sử dụng thủ công để chúng ta cân chỉnh làm sao mà cho nó phù hợp. Rồi thì cái tấm ảnh này mình chỉ sử dụng sơ sơ tới đây thôi. Sau đó mình sẽ dùng camera raw ha. Thì thường thì mình sử dụng camera raw với mục đích là mình làm cái tấm ảnh của chúng ta nó bớt bị noi và nhẵn cái hình đi. Các bạn nên chọn noise reduction ha. Đó. Đó. Thì một phần cái phần mềm nó cũng có thể tái tạo lại cho chúng ta. Chính vì thế nên mình thường sử dụng những cái cách này để mình phục hồi lại những cái tấm ảnh mờ như thế này. Tuy nhiên thì có nhiều trường hợp thì nó đạt kết quả tốt, và những cái trường hợp thì nó không có đạt kết quả thì mình làm cách khác ha. Đó. Nói chung là muôn vàn cách, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là làm sao mà cho cái tấm ảnh đẹp. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy phần mềm ha. Thì trong video này mình ưu tiên sử dụng HIPAA Photo EE. Thì các bạn nào mà chưa cập nhật cái phần mềm này thì các bạn có thể tham khảo cái bản cũ và sử dụng nó cũng tương tự ha. Thì ở thời điểm hiện tại thì đây là một cái phần mềm giúp chúng ta tái tạo lại cái khuôn mặt cũng khá là ổn ha. Các bạn chỉ cần import file ra. Thì ở đây nó có rất nhiều những cái tính năng. Tuy nhiên thì mình thường sẽ sử dụng cái phần shop để tăng nét, nó sẽ hiệu quả hơn. Trong trường hợp như các bạn lên màu thì các bạn dùng color, còn ở đây mình test cho các bạn xem vừa lên màu và vừa trắng đen để xem cái chế độ của nó phục hồi như thế nào ha. Rồi thì trong trường hợp phục hồi trắng đen thì mình thấy cái tấm ảnh này nó cho ra một cái file ảnh nhìn khá là sạch sẽ và đẹp ha. Đó, chỉ vài bước thôi là chúng ta đã có thể có được một cái file ảnh tương đối rồi. Thì đây mình sẽ so sánh giữa cái file gốc đó, cái file gốc để các bạn, và cái file mình đã tăng nét trắng đen và cái file lên màu ha. Lên màu và trắng đen nó có sự chênh lệch nhỉnh nhau một chút ha. Mình chả hiểu phần mềm này nó dùng thuật toán gì. Ví dụ lên màu và trắng đen nó sẽ khác nhau một tí xíu về ánh mắt nha. Tuy nhiên thì mình so sánh cái hình trắng đen thì nó sẽ nhìn nó thật hơn. Lên màu thì cũng được, nhưng mà cái loạn nó bị loạn màu này các bạn, nó mình thấy nó áp quy một màu vàng luôn. Trong khi đó thì mình sẽ test lại cái phần lên màu bằng natural filter thì nó sẽ màu nó sẽ chuẩn và đẹp hơn. Thì mình sẽ chọn phương án là lên màu bằng natural filter ha. Đó, lên màu lại cho nó chuẩn và đẹp hơn. Thì trong cái phần này mình sẽ chọn là phông xanh nha. Khách yêu cầu là mình thờ thì mình sẽ thay phông xanh và áo dài. Ok, thì sau vài bước thì mình chỉnh sửa và mình ghép sơ tấm ảnh này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bước cuối cùng là mình chạy phần mềm để mà tăng nét lên ha. Thì đối với cái tấm ảnh này chúng ta chỉ sử dụng rất là đơn giản ha, chỉ cần vài bước ứng dụng những cái phần mềm đúng lúc đúng thời điểm thì chúng ta mới có thể thực hiện được những cái file ảnh khó như thế này nhanh và tiết kiệm rất nhiều thời gian trong cái quá trình các bạn xử lý ảnh ha. Thì bây giờ mình sẽ đưa qua những cái phần mềm tăng nét ở thời điểm hiện tại, đó là app Rimini, Kera và Topaz Photo AI. Thì đây là những cái phần mềm giúp mình tăng nét ảnh khá là hiệu quả. Rồi bây giờ mình sẽ vào Topaz AI. Thì nếu các bạn mà sử dụng được app Rimini trên Mac PC thì các bạn sử dụng, còn bình thường mình sẽ tăng bằng Topaz AI trên cái lệnh Snapband. Thì hiện tại lệnh Snapband nó hoạt động khá tốt ha, nó giúp cho cái tấm ảnh của chúng ta tăng nét lên nè. Các bạn có thể chọn thêm một cái Fast Model thì nó sẽ cho các bạn vừa tăng nét mà vừa tăng size cái tấm ảnh lên, khá là ổn rồi. Ok, save lại. Rồi trong trường hợp này mình dùng Kera AI thì nó giải quyết cho chúng ta cái phần tóc ha, đã là lên nét khá là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ ghép lại cái tấm ảnh cũ. Rồi thì các bạn chỉ cần bỏ cái tấm ảnh lấy phần tóc và cái tấm ảnh gốc thì chúng ta sẽ kết hợp lại. Thì bình thường thì mình sẽ chọn phương án là mình copy cái khuôn mặt ha, khuôn mặt lên. Cái khuôn mặt ở đây là cái khuôn mặt gốc nha các bạn, cái khuôn mặt gốc ở dưới nè, layer dưới nè. Rồi mình sẽ đưa lên trên và sau đó mình sẽ dùng cục gươm để mình
bôi tẩy, mình lấy chủ yếu mình lấy phần tóc thôi. Mình không hiểu sao cái AI miễn phí thì nó sẽ làm không giống lắm cái tấm hình của chúng ta, nhưng tuy nhiên thì mình lợi dụng cái nhược cái ưu điểm của nó là lấy lại cái phần tóc ha, và những cái chi tiết mà như lỗ tai nè, những cái vùng da nào mình thấy nó có khối á, mình lấy lại. Thay vì các bạn dùng những cái phần mềm khác các bạn phục hồi thì nó không có đạt như cái phần mềm này, nên mình vẫn chọn phương án là mình lấy dùng tóc ưu tiên ha. Còn những cái vùng khác nếu như các bạn khéo tay thì các bạn có thể sử dụng để nương nương theo cái file gốc á, thì chúng ta sẽ có ngay cái kết quả của những cái tấm ảnh mà phục hồi khá là ấn tượng ha. Đó, thì đây là cách mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong những cái video phục hồi những cái dạng ảnh như thế này. Thì tuy nhiên thì mình làm thì những bước như vậy, còn các bạn thì làm như thế nào á thì tùy các bạn nha. Mình thì mình muốn chia sẻ, còn các bạn có thể nhận được bao nhiêu thì các bạn nhận. Đôi khi các bạn làm thấy nó không đạt như yêu cầu á thì các bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần. Rồi, ok, thì đây là cái video ngắn mình chia sẻ các bạn về những cái kinh nghiệm và những cái cách mà mình phục hồi những cái dạng ảnh như thế này. Rồi, xin cảm ơn các bạn lại các bạn những video tiếp theo. Đó, ra một cái tấm ảnh, nói chung là người ta cần hình chứ người ta không có yêu cầu là nó phải quá đẹp. Đây là cái file gốc các bạn, file gốc là nó yêu cầu là mình là tô màu cái áo dài ha, thì mình cũng làm tương tự như vậy rồi. Đó, nói chung là tương đối chứ không có giống 100% nữa nha. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn những video tiếp theo.